Đừng sơn tường đầu giường màu trắng nữa. 5 cách sơn tường đầu giường siêu nghệ thuật. Bạn thích phong cách nào? Chia đôi tường thành hai màu, mỗi bên một màu, còn có thể sơn hết trần, hoặc chia đôi hai nửa trên dưới, cũng có thể sơn chéo tường. Các giải màu giống nhau, tỷ lệ hợp lý nhất là 6:3:1. Sơn phá cách nhiều màu, cả bức tường chỉ sơn một khoang nhất định, nhanh gọn nhưng vẫn đẹp mắt. Sơn màu theo tỷ lệ 7:3, có thể sơn 2-3 màu. Nhà bạn đang sử dụng phong cách nào? Click vào phần tiểu sử để nhận tư vấn trên Zalo từ team Ngưng Nghiện Nhà nhé. Cải tạo chung cư 2 phòng ngủ rộng hơn. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, thường có nhà vệ sinh chung, để cạnh cửa ra vào, nên tạo cảm giác lối vào sâu hun hút. Khi tắm lại phải đi ra đó. Khi mở cửa ra thấy hết sinh hoạt của gia đình, mất tính riêng tư. 2. Một số diện tích thiết kế vẫn còn bị lãng phí. Cách cải tạo để không gian rộng hơn như sau. 1. Phá bỏ bức tường vệ sinh góc trong nhà. Làm vách ngăn và cửa vào riêng cho tắm và bệt, bồn giữa mặt sẽ được để bên ngoài, cùng một lúc hai người đều sử dụng được. Vậy là lối vào không còn hun hút. 2. Để lui tường mở cửa phòng ngủ và bàn bếp ngắn lại khoảng 70cm, cửa nhà vệ sinh trong phòng đặt chéo 45 độ, xử lý lại sàn là sạch sẽ rồi, thêm được không gian để bàn ăn. Tường TV và sofa đổi ngược lại nhé, thêm hệ tủ mỏng theo tường TV. Và đây là phương án trước và sau cải tạo, hãy follow để xem cải tạo phòng ngủ và bếp to ra nhé. Hello mọi người, hiện nay việc decor phòng không cần phải tốn kém quá nhiều từ dịch vụ bên ngoài. Chính bạn cũng có thể trang trí căn phòng theo ý thích của mình. Vậy nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số quy tắc decor phòng mà bạn cần biết. Đầu tiên là bạn cần tạo sự cân bằng cho không gian decor. Sẽ tùy thuộc vào không gian căn phòng nhỏ hay lớn để lựa chọn màu sắc, vật dụng và kích thước phù hợp. Thứ hai là cần điểm nhấn trong thiết kế. Bạn nên tạo những nơi thu hút ánh mắt bằng các vật dụng decor như là tranh trang trí, đèn hay là kệ gỗ. Không gian thiết kế căn phòng của bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn đó. Và cuối cùng, việc lên ý tưởng và sắp xếp sao cho cân đối, phù hợp cho từng không gian cũng không kém phần quan trọng đâu nha. Hy vọng video sẽ giúp ích cho mọi người trong việc decor căn phòng cho chính mình. Và hẹn mọi người ở những video lần tới. Bye bye! Làm sao để phòng ngủ nhỏ có nhiều chức năng? 1. Làm sofa thư giãn ngay dưới cửa sổ, để ngắm trăng, hoặc dùng trà, phía dưới thành hệ tủ để đồ. 2. Bỏ tắt đầu giường, thay bằng bàn trang điểm dạng treo. 3. Góc cuối thêm một chiếc tủ đứng hai cánh để thêm đồ ngủ. 4. Tắt đầu giường bên kia thiết kế dạng ngăn kéo giấu vào tủ quần áo, rút ra khi cần, và cánh tủ quần áo lại không bị vướng. Nếu thấy hay hãy follow để nhận nhiều mẹo hay nha. Đừng làm phòng ngủ kiểu truyền thống nữa. Phần 2. Đừng mua giường về nữa, làm phản gỗ rộng đi. Bên dưới có ngăn tha hồ đựng đồ, ném đệm lên là thành giường. Đừng dùng tủ quần áo cũ, hãy làm tủ treo bên dưới là ngăn tủ kéo, phù hợp để các loại đồ khác nhau. Thiết kế tủ góc tủ để gia tăng diện tích sử dụng. Làm thêm bàn góc và bậc cửa sổ, ngồi làm việc cho thoải mái. Nhớ like và follow tôi để nhận thêm nhiều mẫu thiết kế khác nhé. Phòng cho hội độc thân. Phần 7. Phòng có cửa sổ to nên đặt bệ cửa sổ, lúc rảnh ngồi chill, lúc bận thì dùng bàn làm việc góc thế này. Bên trên thiết kế tủ treo và giá trang trí cách điệu, vừa rẻ vừa đẹp. Tường bên kia thiết kế tủ quần áo full size, để thừa ra một ô làm tủ đầu giường luôn. Vừa đơn giản vừa tránh tủ đầu giường vướng víu, đủ chỗ đặt giường queen size, nhưng không có tiền thì đặt giường nhỏ thôi. Click vào phần tiểu sử để nhận tư vấn trên Zalo từ team Ngưng Nghiện Nhà nhé. Mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh chen lối không thành. Những đêm khuya tối ưu diện tích sử dụng cho phòng ngủ nhỏ. 1. Làm một tủ chạy dài cạnh cửa sổ dùng để lưu trữ đồ không thường xuyên sử dụng. 2.
Làm giường nan cong thay vì giường truyền thống, giúp bạn ngủ ngon giấc và tốt cho cuộc sống. 3. Tủ quần áo cửa lùa ở cuối giường giúp tiết kiệm diện tích, kết hợp với ngăn tủ bên hông để cất sách và mỹ phẩm, làm thêm tủ kéo bên dưới tiện lợi mà không tốn diện tích. 4. Kê bàn làm việc cạnh giường ngủ có thể ngồi học hay làm việc. 5. Làm thêm tủ âm tường giúp tăng không gian lưu trữ. 6. Nhớ like và chia sẻ video nhé. We'll be right back.